we sail a little bit high. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với dòng lời tiếp theo. Giá tiền ô nhiễm biển không chỉ thay đổi phải là 10.000 đồng này á. Cô chú chị nào mà chưa có vé á, chúng mình dạng giơ tay lên nha. Không để cô chú chị mình được chạy lao nữa. Những dòng lời đầu tiên của em sẽ sổ số nhanh phục vụ quý vị. Để quý vị có cơ hội mang về nhiều phần thưởng hấp dẫn trong buổi tối đêm nay. Dạ đúng rồi, đúng quý vị. Đã quý vị đã đi đến đây rồi thì quý vị đừng tiếc để chi 10.000 đối với chúng em. Một người mua hai vào vé gì đó nha quý vị, để cho chúng em lấy động lực phục vụ quý vị cho những chương trình đặc biệt nhất có thể tại chủ đề Đà Nẵng Lô Tô Hồng Nam kết quyên ngày hôm nay, với những chương trình, những cái gương mặt rất là khả ái, dàn dựng ra rất là đẹp, như người đẹp Hợp Thương Thoại nè, Hồ Tiểu Vi, Hỏi Nam Chiều, những gương mặt đó rất là đẹp tại Đà Nẵng Lô Tô Hồng Nam. Cái đó là cái khái niệm gì chứ đẹp đó hả? Thì khái niệm về cái đẹp, em nhìn kỹ đi, nó hôn, mà hôn nhìn kỹ cái hôn của nó cũng tệ lắm chứ bộ. Vậy là đẹp hả? Thì cái đẹp của chị là như vậy đó. Cái khái niệm cái đẹp của chị là hôn mà nhìn cũng tệ là ta đẹp. Là đẹp. Còn vậy con chị đẻ ra chị khen nó hoài cứ nó hư. Không có hư đâu. Lúc nào nó cũng tưởng nó đẹp đó đó chị, nha. Sao vậy? Sao mà biết nó tưởng nó đẹp? Trời ơi, nó ngữ lắm chị. Đi đâu ăn hủ tiếu ngoài ăn. Ừ. Tao nói nguyên một bàn ngồi ăn, tao nói bóng không, tao im re rồi ha. Ừ. Một anh trai bước vô, bà tự nhiên bà nhìn, bà đứng lên. Sao vậy? Bà đứng lên, bà đưa cái mặt nó ra tạo điểm nhấn như hoa. À. Cho anh trai nó tập trung. Rồi sao? Ông đi ra luôn. Chết mẹ không ăn nữa luôn. Đây nè, chưa nó còn ngữ hơn gì thế nào. Bữa đó em thấy nó đi mua mỹ phẩm. Ừ. Cái nó nói là em cái mặt của em vậy, mặt của chị chỉ còn bị mắt đi sửa, sao em không đi sửa đi. Nó nói là tại vì chị xấu, còn em lại đẹp quá, em không có chỗ gì để sửa. Con gái của mẹ đẹp. Con gái của mẹ. Nè quý vị nhìn kỹ gương mặt con gái em nè. Nhìn kỹ nó đi quý vị. Tự tin lên em, mặt tự tin lên coi. Nhìn kỹ nó đi, giống cái bánh xe hơi không. Buồn quá. Con thì cái mặt dễ thương cũng chết. Rất là thân thuộc, thiếu nhi rất là thích luôn. Ừ. Hay coi cái clip của con bé này lắm nè, đó tự tin à, đó. Xuân Mai. Không phải Xuân Mai. Rồi bé à, Hồng Nghi. Hồng Nghi cái gì, hay coi cái con này lắm nè, chịu chịu nè. Con gì trời? Khỉ đầu chó. Thế giới động vật đó chị biết không? Không thì đúng coi cái gì đó. Đúng rồi chị kia. Chị làm nó giống cha. Giống. Thì chị Thi nói là đó nghĩ là khỉ đầu chó hẳn chị ta. Không có sao con. Khỉ đầu chó mà cha cũng rất là đẹp trai, cái đuôi cha cũng dài lắm, nghe không? Mà được quá thì vừa đó. Rồi bây giờ quý vị có đáp án đầy đủ rồi. Tao chơi thì sao đâu? Sổ số luôn quý vị ơi. Chú quý vị chọn này thì có bình dương may mắn. Rồi anh chú quý vị ơi, hồi từng kỳ cái giá của chú rồi ơi, xong con kìa. Đó, phụ chủ vé cho bà con cô ra từng nơi. Anh ba là đẹp trai, cái vô tay đó. Sức chồng hơn. Cái gì? Sức chồng hơn. Sức chồng hơn, sức chồng hơn cho người ta. Và không ra ngoài rồi. Đã bị lên, bị điên nữa. Đưa cho người ta vé. Đi đang chửi Hợp Thương Thoại đó hả? Chửi Hợp Thương Thoại. Hợp Thương Thoại. Giơ tay hoài thì trời ơi là trời. Đã bị lên. Xấu mà nó còn làm biến bắt vé nữa. Bị đuôi nữa. Vậy là sao chị đẻ nó ra bị đuôi vậy? À. Bữa đó đó, bị lọt chồng té nổ đấy. Rồi, bây giờ có gì nào chưa có khéo không? Hoài vậy má, vô má của tôi mà nội. Số chị đây bay, cái gì đây cô, số chị đây bay, cái gì đây cô, số chị ra. Cô cái gì ra đây, cái gì ra không, số chị ra bay, cái gì ra không, số chị ra. Chứ chúng ta trời cho, con đúng là trò chơi. Chứ chúng ta trời cho, con đúng là trò chơi. Mọi trời rất đông vui, chúng em xin mời ta có ghé chơi. Thank you.
chị mai phục tập 7. Thập diện mai phục tập 7 là cuốn đó con nó đã đánh trâu. Đánh trâu bằng là mày đánh đi. Cũng như bao nhiêu người chúng tôi, hôm vui cùng em là những ngôi sao. Và như em chẳng nhắc muốn vào vàng, em thấy đời này là con gái chuyện nào muốn người ta. Số 36 giờ đứng vừa qua đã có một bé boss độc giải đề nghị cô chú chị mình gửi số vào lại nhé. Chúng em kiểm tra lại những yêu cầu trên rồi. 59 con trâu, 48 con cọp, 36 cô giải, và con số cuối cùng là 20 con gít có 4. Rồi kính thưa quý vị, 20, 36, 48 và 59 qua cầu hợp lệ quý vị nha. Và chúng em xin phép được trao tặng phần quà bên ngoài. Lấy cái bông hay là bật máy này bạn ơi. Rồi lấy cái bông cô này nha. Rồi lấy con khác đi. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy kính thưa tất cả quý vị, chào đợi tiếp theo giá tiền có quyền thay đổi có là 10.000 đồng vé. Cô chú chị nào mình chụp ra là vé cứ giơ tay lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục chủ vị. Còn ngay bây giờ xin mời mình hướng mắt về sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thưa quý vị, con số 9 vừa được đưa qua đến của độc giả. Đề nghị cô chú khi mà được gửi số gọi là vé, chúng em kiểm tra là như con bên trên. Nha quý vị nha, rồi ai đọc giải mới lên sân khấu giúp em thương nha. Trời, nó có đẹp trai quá, thương ghét, dễ sợ chứ hả. Rồi bắt đầu giờ số. Còn bà cô nội này không biết hôi nách nên chị quạt hoài cho mẹ. Trời đất ơi. Rồi bắt đầu giờ số thưa quý vị nha, 53 giờ đến kia qua. 53 có 1, 41, 41, 41 có 2, 20, 20 có 3. Và số cuối cùng là số 9. Số 9 hợp lệ. Thì thưa quý vị, 9, 20, 41 và 53 còn hợp lệ rồi. Yeah. Chủ nhân thứ 2. Đó, kim trùng này ha. Rồi 9, 1, 24, 2, 40, 3 và 53 hợp lệ. Kính thưa quý vị, 9, 24, 40 và 53 hoàn toàn hợp lệ. Kính thưa quý vị, trong đoạn này đã có hai chủ nhân may mắn đoạt giải và anh trên lá vé thì có ghi rất rõ kinh trùng sản phẩm được chia đều. Bây giờ hai anh mỗi người lấy giờ mình chọn gấu hoặc là quạt máy. Nếu lấy gấu thì mỗi người một phần, người cái đầu, người cái đít. Còn cái quạt máy thì người lấy cái gánh quạt, người lấy cái dây điện. Vậy sao chia sao đây? Thôi nè nè nè, lấy này cho dễ chia. Thôi chị, khó chia lắm. Nhưng đôi anh rồi đó. Dễ ra luôn. Rồi bây giờ mời hai chủ nhân may mắn xuống là quay số. Ai số lớn nhận về cho mình đó là con gấu. Người số nhỏ nhận về bà Cát Thi. Rồi, qua đó cho mẹ về anh trai. Mất quá ha. Rồi, mình xin mời quý vị chúng ta đến vòng loại tiếp theo. Giá tiền của dự kiện phải là 10.000 đồng một vé. Hy vọng của chú chị mình anh nào số nhỏ nè. Rồi, cho em kiểm tra đi nè. 29 thưa quý vị. Rồi, chủ nhân tiếp theo. Trời ơi, 30. Anh cho em ơi, có một nút thôi, chị được thay áo cho em rồi đó. Vô toilet đi. Rồi anh ơi, mời anh lấy quạt gọi là gấu bông. Rồi anh lấy một gấu bông. Rồi tặng cho anh 5 vé giùm em nha. Đã 5 vé được khuyến mãi là anh hy vọng dòng loại sau sẽ may mắn hơn. Còn cái bây giờ xin mời vị chúng ta đến dòng loại tiếp theo. How far can we get if we sell a little?